nay đẹp trời nè, Lệ Thủy đi biển cùng với các con. Đây là một cái phao nhỏ, cái biển dễ thương ở vùng biển cũng cách Melbourne khoảng trăm mấy cây số. Bây giờ mời quý vị đi với Lệ Thủy nha, dọc đi dạo phố nha quý vị ơi. Đây là một cái town nhỏ nhưng mà có những cái hàng quán đầy đủ hết quý vị, rất là dễ thương. Hôm nay trời đẹp cho nên là mọi người, quý vị thấy ở ngoài họ đều tản bộ rất là nhiều. Cái town này tên là Queenslip, một cái town cổ kính. Cho nên quý vị thấy cái kiến trúc của các nhà cửa đây đều rất là cổ kính nè quý vị. Quý vị ơi, nếu mà có đi du lịch qua Melbourne á thì nên đi đến chỗ này, rất là dễ thương. Hôm trước chị Lệ Thủy cũng có đi xuống biển và cùng với các con các cháu để tắm biển ở đây, rất là dễ thương. Thì chỉ cách Melbourne có khoảng 100 mấy cây số đi cũng được. Tiếng rưỡi lái xe là cũng được rồi, cũng như Vũng Tàu mình thôi. Đó, đây nào, chó rồi đi quá trời không? Quý vị ngắm nhìn cái town ở Queenslip nè. Nhà ở đây là bạc triệu không nha quý vị? Nhà bạc triệu không? Bởi vì đa số nhà ở đây là dành cho những người mà, một là những họ sống ở đây rất là lâu năm rồi, hai là những người mà mua nhà sau này là để dành nhà giống như cuối tuần hay là mỗi tháng họ về đây để nghỉ mát cùng với gia đình á, cho nên nhà bây giờ rất là mắc. Và phố này là phố cổ nữa. Thời tiết ở đây rất là dễ chịu luôn, có gió biển mát nè, có một chút nắng. Đây là cái hotel đó, cái đối diện quý vị tham trí quay cho quý vị coi, đây là cái hotel đó, hotel cổ kính. Tất cả các dịch vụ đều có hết, bưu điện, siêu thị, bác sĩ, nha sĩ, nhà hàng, cà phê, tất cả là có hết, tuy là không phải là lớn nhưng mà không có thiếu thứ gì hết, đáp ứng đầy đủ cho người dân ở đây là khách du lịch. Quý vị thấy xe đậu coi như là full hết luôn, đầy hết luôn, thì hôm nay là cái ngày cuối tuần, một ngày đẹp trời cho nên là họ tranh thủ đi du lịch sau cái một thời gian dài bị bó buộc do dịch Covid, thì bây giờ đó bắt đầu mở cửa từ từ rồi, cho nên mọi người đã tụng tăng đi du lịch rất là nhiều. Mặc dù đi ra nước ngoài thì cũng còn khó khăn nhưng mà họ sẽ đi trong nước. Đây có một cái quán cà phê sắp tới đây rất là đẹp nè, cho quý vị xem nha. Wow, dễ thương không? Người Tây phương thì họ khác người Việt Nam mình là họ thích ngồi ngoài trời nha quý vị. Họ ngồi ngoài trời mà phải có nắng chiếu vô thì họ mới chịu nha. Còn người Việt Nam mình đó, hay là người châu Á nói chung thì rất là sợ nắng bởi vì sợ đen. Chứ người Tây phương mà không có nắng là không được nha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Họ prefer, họ thích ngồi ngoài trời hơn là họ ngồi trong máy lạnh. Oh,
Rồi bây giờ mình đi vô một cái quán pancake của người Úc. Mình uống cà phê và mình kêu bánh ra ăn nha mọi người. Đây, quán pancake của người Úc đây. Đây là cái menu nè quý vị. Hay yes, can I get one blueberry Corsico and one lemon tart. Lemon tart, yeah. And one hot cappuccino. And one iced latte. What do you have? You just have coffee do, only. Yeah, we can do Đây có những cái quán cà phê rất là xinh xinh nhỏ nhỏ, có bán bánh trái và cà phê đầy đủ hết. Mời quý vị cùng ăn bánh crepe với nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nè quý vị. Đây bánh crepe đây. Đây mẹ giới thiệu đây, bánh này cho mọi người biết đi. Cái trái này á, thì bên đây kêu bằng gì? Blueberry. Blueberry phải không? Blueberry. Bên Việt Nam mình như là cái Việt Quốc á. Trái Việt Quốc đó. Rồi, rồi ăn, ăn với cà rem. Ăn với kem nè. Kem ăn, đây. Kem, à. Ăn kem. Rồi này cũng như là bánh bánh kẹp á. Bánh kẹp vậy đó. Đó. Giống như bánh kẹp. Rồi có một cái miếng miếng cam và sốt bơ gì đây nữa nè. Đó. Cái này thì đối với người Việt mình thì ăn nó hơi ngán nhưng mà cũng ăn. Phải ăn chứ, mình đi nước ngoài thì mình phải ăn ăn kem, cũng như mình ăn kem trước nha. Bây giờ ăn kem đi. Ngon không mẹ? Ngon chứ. Bây giờ ra phố biển thì ở đây nếu mà mình muốn cà phê thì chỉ có những cái món này thôi quý vị. Là cà phê latte nè, hay là cappuccino nóng nè, hoặc là những cái miếng bánh bánh tây, bánh của người Úc, hay là những cái crepe như vậy. Còn nếu mình không thích ăn ngọt thì mình có thể ăn những cái crepe như vậy mà ở trong nó là nhân mặn, chẳng hạn như là ham với cheese nè. Đó thì chỉ là đơn giản như vậy thôi chứ cũng không có gì phức tạp hết. Nhưng mà cái ly cà phê uống mệt nhỉ luôn. Vì quá lớn hả? Quá lớn. Đây. Uống này chắc chiều hết ăn cơm quá. Đây. Tí kia bánh gì nữa dạ? Đây, cái bánh này là của con kêu nè, là bánh lemon tart, có nghĩa là bánh chanh. Có vị chanh. Vị chanh. Ở ngoài là áo bằng một cái lớp gì đó không biết nữa, nhưng mà nói chung là rất là ngon. Đây, một miếng bánh như vậy là 8.50 đồng Úc ha quý vị. Còn cái dĩa của mẹ đang ăn á, dĩa bánh crepe này là 15 đồng. 15 đồng thì tính ra là khoảng 240.000 Việt Nam.
240.000 Việt Nam. Đúng không ta? Đúng rồi, 15 đồng là 240.000 Việt Nam. Tại vì 10 đồng Úc là 160.000 rồi. Thế năm tư. Cái vị của cái vị quất này nó chua chua phải không mẹ? Chua. Nó chua cho nên làm cho mình không có ngán, đúng không? Mẹ không ăn, mẹ không có ngán đúng không? Tại vì kem đã ngọt rồi nè. Rồi nó có bỏ syrup hay gì trong đây nữa là có cũng ngọt nữa, cho nên có cái vị quất nó vô nó đỡ ngán. Không ăn cũng đỡ ngọt lắm. Là tại vì đó, nó tại vì cái này chua chua ha. Cái kem này nó ngọt, phải lạnh nữa. Đỡ. Không ngán. Nhưng mà cũng ăn cái này nhớ lúc mà đi bên Nhật á. Sao mình ăn dâu mà sao lại ăn sữa ta? Cũng ngộ. À, bên Nhật thì khi mình vô vườn dâu á, là như cái clip mà Tri Boss ở trên Easy Travel thì quý vị thấy là khi vô vườn dâu á, thì họ phát cho mình một cái sữa giống như sữa ông thọ của mình vậy đó, để cho mình chấm với dâu ăn cho nó có vị ngọt, chứ nhiều người ta ăn chua nhiều quá người ta không thích, người ta hái trực tiếp mà chua dâu chua quá ta không thích. Cà phê latte, cà phê cappuccino của mẹ nữa nè. Kêu 2-3 loại để cho mẹ thích uống cái nào thì mẹ uống. Trời ơi, đi cái đợt này về cái là ghiền cà phê rồi đó. Mẹ uống vậy mà. Đây là đường, mẹ có bỏ đường thêm thì mẹ bỏ đường vào. Bỏ đường ít chứ. Xíu à, tại bên này mình người ta sợ mình uống nhiều nó mập, cho nên là đó, cappuccino, một món rất là bình dân của tất cả mọi người. Ai cũng có thể uống món này, ở tại nước nào cũng có, Việt Nam cũng có. Mình thì không có biết uống cà phê, nhưng mà cứ mỗi lần mà đi nước ngoài nhất định là phải uống cái này. Để cho nó có hương vị hương vị Úc Châu một chút hả mẹ? Đi nước nào mẹ cũng uống hết. Là tại vì làm như cho mình là sành uống cà phê lắm nha.